vị, chúng ta vẫn đang theo dõi bản tin FBNC tối ngày 24 tháng 2. Xin mời quý vị cùng cập nhật một số diễn biến đáng chú ý tại thị trường châu Á. Thưa quý vị, giới trẻ của đảng cầm quyền Malaysia yêu cầu chính phủ xem xét lại mối quan hệ với Triều Tiên và chấm dứt thỏa thuận về việc miễn visa. Có khoảng 30 thành viên của đảng này đã tham gia cuộc biểu tình. Những người biểu tình tuyên bố phát ngôn của Đại sứ quán Triều Tiên ám chỉ rằng các điều tra viên của họ thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Đây là một sự xúc phạm đến chủ quyền của Malaysia. Đồng thời, họ yêu cầu chính phủ Malaysia rút khỏi hiệp ước miễn visa với Triều Tiên và cân nhắc lại quan hệ đối ngoại với Bình Nhưỡng. Những người biểu tình cũng nói rằng Đại sứ quán Triều Tiên nên ghi nhớ những lợi ích của cả hai bên cùng có lợi trong mối quan hệ kinh tế và ngoại giao song phương Malaysia-Triều Tiên. Song họ cũng bổ sung rằng Malaysia với tư cách một quốc gia có chủ quyền sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành động xâm phạm và thiếu tôn trọng với chính phủ, lãnh đạo và người dân Malaysia. Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Kuala Lumpur, Kang Jo nói rằng kết quả điều tra của Malaysia về công dân Triều Tiên bị tấn công ở sân bay mang động cơ chính trị và kêu gọi điều tra chung. Quan hệ ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur đang căng thẳng xung quanh các cáo buộc này. Ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Leila de Lima của Philippines đã bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ từ tội phạm ma túy. Thượng nghị sĩ Lima là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và chiến dịch chống ma túy của ông. Khi còn đứng đầu Ủy ban Nhân quyền của chính phủ Philippines, bà Lima đã cáo buộc ông Duterte dính líu đến những trường hợp bị giết không theo luật trong chiến dịch chống ma túy ở Davao lúc ông còn làm thị trưởng thành phố này. Ông Duterte mở rộng chiến dịch chống ma túy trên toàn quốc sau khi trở thành tổng thống vào tháng 6 năm ngoái, và bà Lima tiếp tục chỉ trích ông sau khi giành được một ghế ở Thượng viện. Ngay trước khi bị bắt giữ, bà tuyên bố với báo giới rằng sẽ tiếp tục đấu tranh. Sự thật sẽ được phơi bày vào thời điểm thích hợp. Nếu họ nghĩ họ có thể bịt miệng tôi, nếu họ nghĩ tôi sẽ ngừng đấu tranh vì sự thật, thì việc tôi bị bắt giữ là một vinh dự bởi những gì mà tôi đang nỗ lực để chứng minh. Bộ Tư pháp cáo buộc bà Lima nhận 5 triệu peso, tương đương gần 100.000 đô la Mỹ, từ một quan chức của nhà tù, có liên quan đến một số tội phạm ma túy, thời mà bà còn làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2010 và mới đây là vào năm 2016. Trước khi đó, bà Lima cho biết đây là một hành động thanh trừng của Tổng thống Duterte vì chỉ trích chiến dịch của ông. Xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Trang tin 2TL của Trung Quốc mới đây đã hoàn thành thương vụ mua lại một doanh nghiệp startup công nghệ của Mỹ nhằm lấn sân vào thị trường truyền thông xã hội của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Flipgram là một công ty khởi nghiệp của Mỹ có trụ sở tại Los Angeles. Dịch vụ chính của startup này là sử dụng hàng loạt những hình ảnh của người dùng rồi làm thành một đoạn phim ngắn trên nền nhạc, sau đó cho phép họ đăng tải chúng lên các phương tiện truyền thông xã hội. Trên thực tế, nếu xét theo các tiện ích mà ứng dụng này mang đến cho người sử dụng, thì Flipgram không khác gì mấy so với các ứng dụng đình đám khác trên thế giới hiện nay như Snapchat hay Instagram. Và đó chính là lý do khiến cho Flipgram gặp khó trên cuộc cạnh tranh thị phần. 6 tháng trước, Flipgram đã rao bán. Trong khi những ông lớn như Google hay Facebook đều im hơi lặng tiếng, thì TOTAL, một trang tin nổi tiếng của Trung Quốc, đã nhảy vào thị trường truyền thông của Mỹ dễ dàng sau khi thâu tóm thành công một Flipgram đang chật vật tìm đường sống tại Mỹ. Chi tiết giá trị thương vụ cho đến nay vẫn chưa được công bố. Với Flipgram sau khi rơi vào tay một doanh nghiệp Trung Quốc, thì cuộc chiến với Snapchat hay Instagram đến đây mới là lúc khởi đầu. Chắc hẳn là sẽ còn nhiều khó khăn phía trước đối với Flipgram. Một doanh nghiệp mới thì phải làm điều gì đó khác biệt và phải đáp ứng được thị hiếu của người sử dụng. Thưa quý vị, còn bây giờ quay trở lại với phần tin trong nước, Minh Phi xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng cho hơn 3.800 doanh nghiệp. Hàng ngàn người xếp hàng chờ mua vé giá rẻ đi Singapore.